Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, một cụ bà hơn 90 tuổi đã được lực lượng cứu hộ cứu ra khỏi ngôi nhà bị sập ở thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản. Như vậy, bà đã sống sót kỳ diệu sau khoảng 124 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất. Thông thường, cơ hội sống sót sẽ giảm đáng kể sau 72 giờ kẹt trong đống đổ nát. Suzu là một trong những thành phố ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto, miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới. Theo chính quyền địa phương, tính đến chiều ngày 6 tháng 1, số người thiệt mạng do trận động đất gây ra đã tăng lên 126 người, trong khi hơn 200 người còn mất tích. Đây là trận động đất đầu tiên khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Nhật Bản kể từ trận động đất khiến 276 người chết ở Kumamoto, Tây Nam nước này vào năm 2016. Trận động đất vào ngày đầu năm 2024 đã gây thiệt hại lớn và hỏa hoạn ở tỉnh Ishikawa. Giới chức thành phố Wadima thuộc tỉnh này tin rằng có khoảng 100 điểm người dân còn bị mắc kẹt bên dưới các tòa nhà bị hư hại. Trận động đất khiến những mái nhà nằm ngổn ngang trên đường và mọi thứ bên dưới bị nghiền nát, bản thân những con đường đã bị cong vênh như cao su. Gần một tuần sau động đất, các dư chấn vẫn có thể khiến nhà cửa ở Ishikawa bị sập, các con đường bị hư hại, gây khó khăn cho hoạt động cứu trợ. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sẽ quyết định ngày 19 tháng 1 mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ba cựu công an bắn dê xảy ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo đó, vào sáng ngày 12 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ba cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, gồm nguyễn văn nhân bùi đình việt bùi tiến tùng về hành vi trộm cắp tài sản tại phiên tòa hội đồng xét xử cho biết đã triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng nhưng những người này đều vắng mặt đại diện viện kiểm sát cho rằng dù bị hại nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra nhưng do các bị cáo chỉ khai nhận hành vi phạm tội có mức độ nên cần triệu tập đủ để làm rõ tình tiết vụ án sau hội ý hội đồng xét xử cho rằng đây là lần mở phiên xử đầu tiên của vụ án này, nhưng vắng bị hại, nhân chứng nên cần hoãn phiên tòa để triệu tập họ có mặt, bảo đảm quyền lợi các bên. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Trong cáo trạng thể hiện vào trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, các bị cáo Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Dũng đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim, Họ sau đó lại bắn chết hai con dê vì cho rằng là dê núi. Người dân khi phát hiện việc này đã chặn ba người cùng chiếc ô tô lại để yêu cầu cơ quan chức năng đến giải quyết. Hôm sau, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ cả ba bị cáo. Giám đốc công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với ba người này. Gia đình ba bị cáo sau đó đã gặp người có dê bị bắn chết để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng. Ba bị can này sau đó bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Lãnh đạo xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô khiến một người thiệt mạng. Ngay sau đó, công an huyện Hưng Hà, công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh nguyên nhân sự việc. Tại hiện trường, ghi nhận một chiếc ô tô màu trắng bị lật nghiêng đã cháy. Bên trong xe ô tô xác định có một nạn nhân đã bị cháy đen. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong là Trung úy DVT, sinh năm 1975 ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình, làm việc tại công an huyện Hưng Hà. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến chiếc xe ô tô bị cháy khiến Trung úy T tử vong là do tai nạn giao thông tự gây. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, công an huyện Hưng Hà đã bàn giao thi thể nạn nhân và cùng phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự. Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, người dạy Ngọc Trinh lái xe về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, đối với Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Kết quả điều tra xác định Ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn cùng với Đông thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Công an thành phố Hồ Chí Minh xét thấy hành vi của Ngọc Trinh và Xuân Đông đã gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc điều tra ngày 6 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra, phòng PC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Thái Bình ra thông báo đang mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra thông báo các cá nhân tổ chức đã từng bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình số 228 Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình phối hợp giải quyết hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đắc Vinh, số điện thoại 0979 730 282. Trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, Cường Quắc và đồng bọn, đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thủy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản, theo khoảng 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Việc ông Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quắc, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cường Quắc là đối tượng giang hồ cộm cán từng có ba tiền án đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trực tự trên địa bàn tỉnh. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, nhưng Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi, cường đã nhờ ông nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh thái bình để các nhóm xã hội này không gây sự gây khó khăn nữa sau đó cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp hiện công an tỉnh thái bình đang đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt để đúng quy định của pháp luật